Dạ, là anh Trevo, mến chào các cô chú, quý vị, anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Live Trevo Nha Trang. Dạ, trong video ngày hôm nay, Live Trevo xin gửi đến các cô chú, quý vị, anh chị và các bạn những hình ảnh của con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành ngày nay. Dạ, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2021 và thời điểm giờ này là khoảng tầm 9 giờ rưỡi sáng cả nhà. 9 giờ rưỡi sáng nhưng mà trời rất là nắng. Nha Trang này bắt đầu nắng nóng trở lại rồi. Dạ. Ở đây là hình ảnh của con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Trước màn hình cả nhà là hướng đi về sân bay Cam Ranh. Dạ, đi ra đèo Cù Hinh và sân bay Cam Ranh. Thì Lan Chavo đang đứng trên vị trí gần chỗ công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang. Dạ. Ở vị trí này thì có một cái biển hướng dẫn rẽ trái sẽ đi vào biển Nhũ Tiên. Dạ. Gần ngay chỗ công ty cổ phần Hoàn Cầu này cả nhà. Công ty cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang nằm trên đường đại lộ Nguyễn Tất Thành. Ngay vị trí đây nếu như đi ra sân bay Cam Ranh này tầm khoảng 23 cây nữa. Dạ. Và có một cái hướng chỉ là Diamond Bay Resort and Spa. Đi thẳng trước màn hình cả nhà, nếu đi thẳng thì sẽ khoảng 0,5 km nữa. Sẽ tới Diamond Bay Resort Spa của Hoàn Cầu Nha Trang. Và nếu như vị trí này mà rẽ trái thì rẽ trái đi hướng này cả nhà thì sẽ qua biển Nhũ Tiên khoảng 1,5 cây nữa. Giờ Lan Chavo sẽ đi đi thẳng cái hướng đại lộ Nguyễn Tất Thành này để đi ra đèo Cù Hinh hướng xuống sân bay. Đây cả nhà, vị trí này là Condotel Resort của tập đoàn Hoàn Cầu Diamond Bay, hướng đi xuống biển Nhũ Tiên. Đây là công ty, vị trí này là công ty cổ phần tập đoàn Hoàn Cầu, công ty cổ phần Hoàn Cầu. Đó, và hướng này, chỗ này là Diamond Bay Condotel Resort. Hướng đi xuống biển Nhũ Tiên. Giờ Lan Chavo sẽ đi tiếp đại lộ Nguyễn Tất Thành nha cả nhà. Hoàn Cầu. Vị trí của Hoàn Cầu rất là dài. Đây mình bay rất là dài cả nè. Đây có cái cột mốc là sân bay Cam Ranh là 22 cây này. Ngay tại vị trí km số 8. Đây. Rồi tới vị trí mấy chiếc xe đua đẹp quá. Vị trí này là Diamond Bay Resort và Spa này, đẳng cấp 5 sao theo cái biển chỉ dẫn, nãy đi 0,5 cây số, nửa cây 500m là tới rồi. Đó. Phía bên kia là Resort and Spa của Diamond Bay, còn chỗ nãy mình đứng là nó là Condotel. Dạ. Hướng đi xuống bãi Nụ Tiên. Wow, mấy dàn xe đua. Hồi chị kia chỉ chạy chiếc Janus rồi chạy đua với với chiếc mô tô. Xe Tiga rồi chạy với xe con. Ồ, con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành này rất là đẹp cả nhà ơi. Hai bên đường là hoa giấy nở rực luôn. Chính giữa cũng hoa giấy. Mấy bên phải là núi. Mình sẽ qua hết cái đoạn Diamond Bay này sẽ tới đèo Cù Hinh. Đoạn này có vẻ đường nó không có láng bằng cái đoạn đi ngược về trung tâm thành phố Nha Trang.
Ở đoạn đây là Diamond Bay Gold. Diamond Bay nó rất là rộng và dài. Nào là resort, nào là Gold Hotel, nào là Gold Sun Gold. Các anh nhông đang làm đẹp các cái bồn hoa ở giữa con đường. Đi ngang qua đây bay mùi rong biển. Dạ, mé bên tay phải, bên tay trái cả nhà là cái đường biển dọc đường Phạm Văn Đồng, con biển cái biển dọc đường Phạm Văn Đồng cả nhà. Bãi đỗ xe. Hình như là sắp tới đèo Cù Hinh rồi cả nhà. Hết đoạn đây mình bay rồi. Đây. Lái xe chú ý đường dốc quanh co nguy hiểm, thường xuyên xảy ra tai nạn, dài 7 cây số. Dạ. Giờ đang đi lên dốc mà cả nhà. Quanh co và nguy hiểm, cho nên là giữa ranh giới giữa hai làn đường là có những trụ xi măng chắn lại hết, nó có cái bờ lương xi măng chắn lại. Ồ, chỗ này cái cùi chỏ này, ngay cua cùi chỏ. Dũng này, chỗ này đang lên đỉnh dốc đó cả nhà. Chú ý đường, đoạn đường xảy ra tai nạn, thường xảy ra tai nạn 2 km. Đoạn chỗ này tầm dài khoảng 2 km là nó cũng là đoạn quanh co rất là nguy hiểm. Toàn là cái cua chỏ không. Wow. Cả nhà thấy núi đẹp không? Một bên là núi, một bên là biển. Bãi đỗ xe. Đi trên mấy con đường này mà lỡ như lũng lốp xe giữa đường hoặc là xe bị hư giữa đường là chắc là hơi bị mệt mỏi ha cả nhà.
Ủa, nãy giờ là toàn là mấy cái đoạn cua ngoài nghèo không? Cua cua chỏ. Đi lên dốc thì nó đỡ hơn, chứ đi xuống dốc thì nguy hiểm. Dốc chạy phải chậm. Sân bay Cam Ranh 18 km nữa. Dạ. Ở thuộc trụ số km số 12, tính từ trung tâm thành phố Nha Trang ra. Ở chỗ này cái cua rất là ấy nè. Rồi chỗ này có sạt lở nữa chứ. Trời, nguy hiểm quá cả nhà ơi. Mấy cái cục đá kìa. Anh Trà Vô thấy có mấy cái cục đá là nó đã nứt ra luôn rồi. Wow, chỗ này xuống dốc. Rồi này thuộc địa phận của Cam Lâm. Ui ui, bắt hồn rồi. Chạy ép sát giữ đại ca. Bây giờ là bắt đầu xuống dốc rồi cả nhà. Nãy giờ là mình đi trên đỉnh đèo Cù Hinh, giờ mình đi xuống rồi. Sân bay Cam Ranh 17 cây số nữa, ở vị trí cây số số 13. Rồi bây giờ xuống dốc rồi, chuẩn bị lên dốc nữa cả nhà. Ây da, chỗ này là cái gì đây? À, chỗ này là resort Mia. Mía bên tay trái cả nhà là resort Mia. Qua khỏi resort Diamond Bay sẽ là resort Mia. Rồi bây giờ tiếp tục lại lên dốc. Ở đây là thuộc vị trí Cam Lâm của Cam Ranh rồi cả nhà. Rồi bây giờ lại lên dốc. Rồi, khu vực này núi sát bên đường nhiều quá. Lại xuống dốc. Đoạn này là cái gì đây? Cũng là chắc một resort nữa. À, cũng là của resort Mia luôn cả nha. À, những ngày này du lịch ở Nha Trang cũng đang rất là nhộn nhịp. Khách trong nước họ đang đi du lịch ở Nha Trang rất là nhiều cả nha. À, nói chung du lịch đã ấm lên trở lại rồi. Và Lanchimo cũng có nghe thông tin là sân bay có thể sẽ mở cửa lại cho khách quốc tế, nhưng mà không biết khi nào, tại vì cũng hơi đắn đo. Dạ. Trong chuẩn bị tới lễ 30/4/1 năm rồi thì chắc chắn lượng khách nó cũng sẽ rất là đông, nhưng mà tình hình là dịch cũng chưa có ổn cho lắm nên cũng phải đề phòng và phải có những cái biện pháp tránh cho lây lan dịch. Vào những thời kỳ mình lễ rồi đồ là đông đúc là rất dễ bị lây lan, rất dễ cho dịch bệnh nó sẽ bùng phát trở lại, cho nên là phải siết rất là chặt.
giờ có vẻ vắng hơn rồi đó. Dạ, cái con đèo Cù Hinh này thì nó dài tầm khoảng 8 km đó cả nhà. Dạ, và nó cao 20 m so với mực nước biển. Dạ. Và cái con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành này được xây dựng trong vòng 13 tháng là hoàn thành. Và cái con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành này nó rất là quan trọng cả nhà, nó rút ngắn thời gian rất là nhiều cho việc đi từ trung tâm thành phố Nha Trang về sân bay Cam Ranh. Dạ. Thay vì cả nhà đi con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành này, đi qua cái đèo Cù Hinh này từ trung tâm thành phố Nha Trang ra sân bay Cam Ranh thì nó dài tầm khoảng là 35 cây số thôi. Còn nếu quý vị đi từ thành phố Nha Trang mà ra sân bay Cam Ranh mà đi hướng quốc lộ 1A là nó dài tới là khoảng là 55 cây số. Dạ, là có nghĩa là nếu ta đi con đường Nguyễn Tất Thành, đại lộ Nguyễn Tất Thành qua đèo Cù Hinh này hướng từ trung tâm thành phố Nha Trang ra sân bay Cam Ranh thì chỉ mất nó gần hơn là 20 cây số so với đi quốc lộ 1A. Dạ, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Cho nên là khi mở cái con đường này là tỉnh cũng đã tính toán tới cái việc tiện lợi, đồng thời cũng mục đích để nhằm phát triển được cái ngành du lịch. Những cái chuyến du lịch họ khi họ đi những cái con đường này thì nó nhanh hơn và nó tiện hơn. Dạ, rất là nhiều, rút ngắn thời gian rất nhiều. Các cái xe taxi rồi chở khách từ hướng sân bay để mà đi du lịch về trung tâm thành phố rồi rút được ngắn thời gian, tiết kiệm được chi phí. Dạ. Rồi còn khoảng 14 cây nữa thôi. Vậy là nãy giờ từ trung tâm thành phố Nha Trang ra đây là khoảng 10 cây rồi. Dạ, 11 cây rồi. Ủa, 21 cây rồi chứ. 21 cây rồi, còn 14 cây nữa là 35 cây. Đi được hơn nửa chặng đường rồi. Qua hết cái đèo Cù Hinh thì sẽ tới Bãi Dài. Dạ, tới Bãi Dài. Rồi tới những cái khu resort trên đại lộ Nguyễn Tất Thành thuộc Cam Ranh. Dạ. Và đi một đoạn nữa thì sẽ tới sân bay Cam Ranh. Đây, Lajavo đang đi rất là chậm cho nên là nó sẽ mất thời gian hơn. Chứ nếu chạy nhanh tốc độ khoảng cỡ 60-70 km/h thì đi nó sẽ nhanh hơn cả nha. Nếu 35 cây số mà mình đi tốc độ 35 km/h thì phải mất 1 tiếng mới tới được sân bay Cam Ranh. Còn nếu chạy 70 km/h thì chỉ mất nửa tiếng đồng hồ thôi. Chạy tốc độ 60-70 thì mất tầm 30-40 phút là tới rồi. Dạ, hình như là mình tới biển Bãi Dài rồi nè cả nhà. Xuống cái dốc này là tới biển Bãi Dài. Đây, vậy là hết con đèo Cù Hinh rồi. Mình đã đi tới con đường Bãi Cát. Ra đây rất là đẹp cả nhà, xung quanh là resort rồi. Nếu cả nhà đi thẳng tới một đoạn của kia nữa là anh cho vô nhập.
Green Hotel. Đó, ở đây mấy cái hotel rất là đẹp. Rồi, trước màn hình cả nhà là cái một cái vòng xoay. Dạ. Nếu vị trí này, chỗ vòng xoay này, cả nhà ôm cua vòng xoay rẽ trái. Dạ, mình rẽ trái vào đây thì mình sẽ đi xuống khu vực biển Bãi Dài. Biển Bãi Dài rất là đẹp, nó cũng không thua gì so với biển Dốc Lết. Biển cũng rất là nông cạn, sóng cũng rất là nhẹ nhàng, cát trắng mịn rất là đẹp cả nhà. Dạ. Sân bay Cam Ranh 12 km nữa. Lang Chabot đang đi trên con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành, nó dài từ trung tâm thành phố Nha Trang ra sân bay Cam Ranh. Dạ. Hướng đây là hướng Lang Chabot đang đi trên con đường Nguyễn Tất Thành và hướng đi ra sân bay Cam Ranh cả nè. 12 cây số nữa thôi là sẽ tới sân bay Cam Ranh. Thì khu vực trên con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành này rất là nhiều cái resort mọc lên ở khu vực này và hotel rất là đẹp. Đó là Florida. Dạ. Rồi Amor Resort. Nhiều lắm, nhiều cái công trình lắm rồi nha. Là anh vô không nhớ hết luôn á. Và cũng có một số công trình đang tiếp tục xây dựng nữa. Ngay chỗ này là Golden Bay City nè cả nhà. Rất là đẹp. Hưng Thịnh Land nè. Đó, đang xây dựng cái ấy. Rồi mấy anh kia là Golden Bay City. Này rất là đẹp luôn, mát mẻ nữa, chùa cây cối đồ lên hết rồi. Rồi để Land Rover đi tiếp trên con đường. Đây là một địa điểm rất là nhiều các cái resort nằm ở đây. Con đường rất là đẹp. Anh Vô sẽ tiếp tục đi trên con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành này luôn, khám phá tiếp đi. Yeah. Ở chính giữa là bụt ho rất là rộng luôn, trồng cây. Ở chỗ đây có khu du lịch nghỉ dưỡng Bãi Dài. Đang xây dựng nữa cả nhà. Thì cái con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành này hai bên, đoạn này là hai bên là lúc trước là đồi cát không à. Dạ, này nó dọc biển mà. Dọc biển Bãi Dài, đồi cát lên rất là đẹp và cái biển Bãi Dài nó cũng rất là đẹp. Cho nên là cái đây là cái vị trí là chiến lược dành cho khu du lịch nghỉ dưỡng là rất là tuyệt vời. Cho nên là khi mà tỉnh xây dựng cái con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành này thì cũng nhắm tới cái những cái vị trí này để mà có những cái resort để dành cho khách du lịch nhằm mục đích phát triển du lịch của tỉnh đi lên. Rồi, hai bên con đường ở lúc trước là đồi cát không, nhưng mà khi có nhà đầu tư khi đã vào rồi là nó thành một con đường rất đẹp luôn. Resort là mọc lên như nấm nhằm phát triển du lịch. Thì khách du lịch mà đi du lịch những vị trí này là chủ yếu là những cái resort nghỉ dưỡng là chính cả nhà. Dạ. Nghỉ dưỡng. Dạ, lên đường rồi rất là đẹp luôn. Chính giữa bồ hoa trồng
trồng cây xanh mát, mùa hoa rất là rộng, rộng ngang hai làn đường luôn á. Wow, đi nãy giờ ngồi xe á, gõi hết lưng luôn á. 35 cây thì đi nhanh thì cũng không bao nhiêu, đi chậm thì mình ngồi hơi lâu xíu. Đó, chỗ đây có resort The An Nam này. Dạ. Mùa này là mùa hè, cây mùa hồng yến nở rất là đẹp. Những cây xanh được các công nhân cắt tỉa, trồng cỏ. Chiếc xe đua kìa, đẹp quá. Tiếp theo vị trí này là có cái gì, Eco Park hả, Cam Ranh Rivera cả nè. Đoạn này có cái Cam Ranh Rivera nữa nè, resort. Đó, mấy bên đó là Cam Ranh Rivera. Mùa này thì khách du lịch nhiều, họ đi nghỉ dưỡng ở khu vực Cam Ranh này nhiều. Cái bồn hoa chính giữa rộng quá, hai làn đường hai bên không nhìn thấy nhau được luôn. Alo. Tới rồi, sắp tới rồi. Giờ đang chạy vô. Rồi. Mấy anh kia cả nhà thấy không, mấy cái đồi cát không? Mấy đồi cát rất lớn. Mấy đoạn này giờ cũng có công trình hết, dự án hết rồi trong này nè, nhưng mà chưa có thực hiện thôi. Mấy bên này cũng còn mấy đồi cát đây. Đây sân bay Cam Ranh, quốc lộ 1A, cầu Cam Hải. Vị trí này nếu rẽ phải thì sẽ đi qua Cam Hải, qua quốc lộ 1A. Còn đi thẳng nữa thì sẽ ra sân bay Cam Ranh, tầm 8 cây nữa cả nhà. Gần chỗ đây là có cái tượng đài chiến thắng Gạc Ma. Bên kia là có cái tượng đài. Bệnh viện Quân Y 486, cách 8 cây. Vịnh Nha Trang, Riverman Group. Rồi những cái bồn hoa ở đây được các công nhân chăm sóc rất là kỹ, nên nó rất là đẹp. Cây cối lúc nào xanh tốt. Trồng xoài nữa cả nhà. Xoài này, chào xoài này, hai trái ăn ngon. Công ty
ty cổ phần nước giải khát Sanet Khánh Hòa. Ở ngay vị trí kia có cái resort Omo cả nhà. Resort Oma Cam Ranh. Rồi, Lan Chabo xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem video nhé. Dạ, mến chào cả nhà.